Long xin chào anh em. Một trong những chiếc xe thể thao duy nhất tại thị trường hiện nay, chiếc Mercedes-Benz GTA sản xuất năm 2021 và lăn bánh lần đầu tại Việt Nam là tháng 9 năm 2022. Chiếc này mới lăn bánh đúng hơn 1.000 km thôi cả nhà nhé. Chúng ta cùng nhau xem, cảm nhận và đánh giá chiếc xe này nhé. Đây là một trong những cái thiết kế coupe cực kỳ độc đáo và xuất sắc nhất của Mercedes-Benz. Đó. Phần đầu xe được thiết kế rất dài. Trong đây chứa một cái động cơ 4.0 turbo cực kỳ mạnh mẽ V8. Đó. Xuất sắc luôn. Bản thân là một chiếc xe thể thao cho nên là tất cả những cái chi tiết của chiếc xe này đa phần là được AMG hóa hết anh em nhé. Từ mâm, body kit, phần đèn full LED, mặt ca lăng AMG, chúng ta cùng nhau xem cái mặt ca lăng AMG của chiếc GTA này. Mặt ca lăng rất đẹp luôn. Chiếc xe mang biển số Hà Nội, một chủ từ mới nhé. Lăn bánh hơn 1.000 km thôi. Đây, phần đèn đây anh em nhé. Cái phần đầu xe được thiết kế bo tròn như này. Đó, và có hơi trúc xuống một chút để tạo một cái hệ số cản gió thấp nhất cho anh em. Chúng ta cùng nhau tiến vào phần khoang nội thất của xe nhé. Đây, trước khi vào khoang nội thất thì chúng ta ngắm thêm một chút về cái gương. Gương là ốp carbon hết. Chìa khóa keyless go. Đó, xe này chỉ có hai cửa thôi anh em nhé. Đây, cái phần kính này là kính khung viền, cực kỳ đẹp. Vô lăng cái này là được bọc nỉ anh em nhé. Cực kỳ đẹp anh em ạ. Đấy. Cực kỳ xuất sắc. Phần đuôi xe thì sao? Phần đuôi xe được thiết kế có hình dáng thể thao cuốn hút. Và chiếc này có một cái spoiler ở đây, bọc carbon. Phần đèn đây anh em nhé. Phần đèn đây. Quá đẹp luôn. AMG GTA. Trước này cũng đã có một cái hệ bô được độ sẵn rồi. Âm thanh bô mà khi chúng ta chạy thì nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng cảm xúc cho anh em, cho người lái. Ở Việt Nam thì cũng chỉ có mấy chiếc thôi. Đối với thị trường mình thì chiếc này là một trong những chiếc đẹp nhất rồi. Chiếc này màu trắng. Đó, duy nhất nhập khẩu nguyên chiếc. Đó. Để mà cầm cương được chiếc xe này thì chúng ta cũng phải có một cái kỹ năng lái xe cũng như là kiểm soát rất là tốt. Thực sự đam mê về tốc độ. Toàn bộ cái phần trần này là cũng là carbon hết anh em nhé. Cực kỳ xịn luôn. Cái nẹp bước chân cũng là của AMG luôn. Cái người chủ xe rất giữ gìn luôn. Và chiếc xe này Long khẳng định với anh em là không có một vết xước nào. Đó. Mâm xe cũng không có một vết gọi là xước chém nào cả. Đó. Một chiếc xe cực kỳ hoàn hảo. Anh em muốn xem trực tiếp thì qua showroom của Long xem xe nhé. Xe Long vừa về sáng nay, vừa check hãng xong. Ok anh em, cảm ơn anh em rất nhiều.